Mentor Trip USA High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Và ngày hôm nay tôi vinh dự giới thiệu với các bạn một máy tập tiếp theo trong dòng máy Performance Plus đẳng cấp của Thor Gym, các chi nhánh và là trái tim của chúng tôi. Máy tập này rất được sự yêu thích của chị em phụ nữ, người mới tập và những người giám đốc, nhân viên văn phòng như tôi. Tại vì sao? Tại vì nó tập bụng. Chúng ta đến gym là chúng ta tìm bụng nhỏ để khiêu khích người khác vậy. Ai? Tên máy tập là gì? Abdominal. Abdominal thì là AP, thường là chữ tắt của chữ bụng đó. And back. Vậy là cái máy này là máy dual. Máy này máy dual. Dual là máy mà nó hai chức năng, vừa bụng vừa lưng đối lập. Ồ, máy đắt tiền. Máy trong ngoài mấy em. Thôi tiếp tục. Kiếm gì vàng vàng? À có cái vàng rồi. Kéo ra. Dính này cho giữ lại đó. Xong rồi chỉnh. Nè vị trí nè. 1 2 3 4 5 5 vị trí. Vị trí 1 tập lưng. Trả lời tập bụng đi, không điểm. Vị trí này mới tập bụng nè. Đó, cái vị trí trên là tập bụng, cái vị trí dưới là tập lưng. Nhớ nha các bạn. Mà bụng với lưng mình chơi cùng lúc mới kêu là sấp qua sát hai nhóm cơ đối lập. Và cũng là cái tiêu điểm mà Duy muốn giới thiệu với cái máy ngày hôm nay. Bụng lưng kết hợp, Duy thích tập như vậy. Rồi, đó là một vị trí chỉnh. Vị trí thứ hai là vị trí này. Cầm bóp, cặp. Thường thường á, mấy ghế này chỉnh chân, chỉnh ghế. Đó, thấy ngồi vô nó mới chịu bạn. Ngồi vô nó có cái này đè lên thì nó chịu nè. Nè, tay bóp vô. Thường nó sẽ là vậy, tay bóp vô nha các bạn. Mà nếu mà bạn bóp mà nó cứng á thì cái chân bạn phải lắc cái vị trí ở đây nè. Nè. Rồi, bóp chỉnh cho nó phù hợp thôi. Cái này là tại sao phải chỉnh? Tại cái chân bạn thấp thì bạn cao thôi, không có gì trơn trọi hết, để sao thoải mái để. Đó, để sao thoải mái để. Mà hạn chế chỉnh này cũng quan trọng lắm, chỉnh vị trí giữa là chấp nhận được rồi. Đó, là đẹp rồi, hiểu không? Rồi xong. Đó là những vị trí chỉnh. Vậy ở cái bài này tập được cái gì? Mấy cái này không nói nữa nha mấy em. Mấy cái này nó hoài, nó quyền thoại rồi. Rồi. Cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ. Còn xuống đây móc vô nặng hơn. Nút này không quan trọng lắm, mà cứ để bình thường đi. Rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp. Như vậy chưa vào hết. Như vậy mới đúng. Chốt phải sát tạ. Bài này tập được gì? Lưng và bụng. Vậy thôi, không còn gì chỉnh cả. Đó, vậy thì mình giờ mình suy kỹ là ủa cái chỗ này nó chỉnh gì ta? Cái này nè, là chỉnh cái chốt ở đây nè. Đó, là chỉnh cái chốt ở đây nè, thấy không? 1, 2, 3. Vị trí này để nâng cái chân cao thấp thôi. Thấy không? Đó, nè, bóp nè. Đó, bóp nè, thấy không? Đó, nó vô này, xong rồi chỉnh này. Đó, thấy không? Đó, giờ nó ù lỏng là dễ thương không, dễ thương không? Đó. Đó, mình chỉnh nè, không có tay à. Đó, nó tay. Đó. Đó, nó cứng không, mình nhìn này nè, nó không, nó không. Con gái thì nhờ BT chỉnh giùm bạn ơi. Con gái mà dùng bóp cái này thấy nó cũng hơi kỳ nha. Kiến thức mình học thôi, còn mình có thể nhờ người khác vào. Rồi, tập bụng trước nha các bạn. Ngồi vô. Đó, mà thấy tại sao phải chỉnh chưa? Thí dụ như cái nó nằm dưới đất đi. Cô gái nào mà chân dài vậy? Không có cô gái nào mà chân dài vậy đó. Cách vô của Duy là cách vô nó vi diệu rồi. Vô vậy. Còn không á thì bạn có thể vô giày, bạn vô ngồi xong á, đúng không? Bạn chỉnh cho nó thấp cái cây này xuống, bạn vô bạn ngồi. Ngồi xong rồi tôi chỉnh lên đây tôi tập. Hai tay để vậy nè. Hai tay để vậy đấy, hai tay nó bở cái bóp này, không bị lép ngực. Tập 60 bụng trên, còn 20 bụng dưới nữa. À, 12 cái thôi nha.
Rồi, ok. Rồi xong. Chỉnh về vị trí này. Xong rồi đi ra ngoài đây. Xong rồi ngược lại. Đưa cái mông vô trước. Thẳng cái lưng. Thẳng cái lưng nha. Thẳng cái lưng đó, chỉnh nó về vị trí này. Đúng chưa? Hai tay đặt ở đây cũng được, hai tay đặt ở đùi cũng được, hai tay đặt ở bụng cũng được, muốn đặt đâu đặt, hai tay đặt ở đây cũng được nữa. Thẳng lưng. Đó là đã lưng. Xong một set. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.